Kính thưa quý vị, bản tin quốc tế của DKN hôm nay sẽ có những tin nóng đáng chú ý sau đây. Israel tăng số lượng quân trên bộ ở Gaza Liên Hiệp Quốc báo cáo, tình hình ở Gaza ngày càng tuyệt vọng hơn theo từng giờ. Hàng không mẫu hạm Mỹ tiến vào địa Trung Hải Bộ trưởng Quốc phòng Ả Rập Xê Út dự kiến sẽ đến thăm tòa Bạch Ốc vào ngày 30 tháng 10. Nga tuyên bố chặn cuộc tập kích UAV của Ukraine ở Crimea. Nga đe dọa sẽ ăn miếng trả miếng nếu EU tịch thu tài sản đóng băng. Ông Vương Nghị nói con đường tới hội nghị thượng đỉnh tập Biden sẽ không xuyên sẻ. Góc nhìn và bình luận, căng thẳng ở Trung Đông đe dọa an ninh châu Á. Nguyễn Tươi xin kính chào quý vị. Kính mời quý vị cùng theo dõi bản tin quốc tế tối ngày 29 tháng 10 của DKN. Mở đầu chương trình là tình hình về điểm nóng Trung Đông. Thưa quý vị, theo báo Times of Israel, lực lượng phòng vệ nước này đã tăng số lượng quân trên bộ như một phần của hoạt động mở rộng ở giải Gaza. Các lực lượng cũng đang hoạt động sâu hơn trong khu vực so với thời điểm bắt đầu chiến tranh. Israel đã giao tranh với lực lượng Hamas kể từ ngày 7 tháng 10, khi khoảng 2.500 kẻ khủng bố tràn vào Israel, giết chết hơn 1.400 người. Hamas và các phe khủng bố đồng minh cũng bắt cóc hơn 230 con tin. Trong khi đó, vào ngày 29 tháng 10, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã cảnh báo tình hình ở giải Gaza đang xấu đi nhanh chóng khi ông lặp lại những lời kêu gọi tuyệt vọng về lệnh ngừng bắn nhằm chấm dứt cơn ác mộng đổ máu. Ông Guterres đã nói trong chuyến thăm thủ đô Kathmandu của Nepal rằng tình hình ở Gaza ngày càng tuyệt vọng hơn từng giờ. Tôi lấy làm tiếc rằng thay vì tạm dừng nhân đạo cực kỳ cần thiết và được cộng đồng quốc tế ủng hộ, Israel lại tăng cường các hoạt động quân sự của mình. Tuần trước, ông Guterres đã nói rằng vụ thảm sát ngày 7 tháng 10 của Hamas không xảy ra trong chân không. Israel cho rằng bình luận này là biện minh cho hành động khủng bố của Hamas. Israel cho biết cuộc tấn công vào Gaza nhằm mục đích phá hủy cơ sở hạ tầng của Hamas và tuyên bố sẽ tiêu diệt toàn bộ nhóm khủng bố đang cai trị giải đất này. Phía Israel còn nói rằng họ đang nhắm mục tiêu vào tất cả các khu vực mà Hamas hoạt động, đồng thời tìm cách giảm thiểu thương vong cho dân thường. Chuyển đến một diễn biến đáng chú ý khác. Hải quân Mỹ thông báo, nhóm tác chiến hàng không mẫu hạm USS Dwight Eisenhower đã đi qua eo biển Gibraltar vào Địa Trung Hải vào hôm 28 tháng 10 và sẽ sớm hội quân cùng với nhóm tác chiến hàng không mẫu hạm USS Gerald Ford để hỗ trợ phòng vệ Israel và ngăn chặn xung đột toàn khu vực. Sau khi Hamas phát động cuộc tấn công bất ngờ vào Israel hôm ngày 7 tháng 10, quân đội Mỹ đã gấp rút tăng cường sự hiện diện trong khu vực này ngũ giác đài đã điều hai hàng không mẫu hạm cùng với các tàu hỗ trợ đến khu vực, đồng thời kích hoạt khai triển hệ thống phòng không THAAD và Patriot. Tuần trước, quân đội Mỹ cũng thông báo bổ sung hơn 2.000 binh sĩ chuẩn bị khai triển để hỗ trợ Israel trong cuộc xung đột với Hamas. Tuần này, Mỹ cũng tuyên bố sẽ khai triển 900 binh sĩ tới Trung Đông. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ nhấn mạnh sẽ không khai triển binh sĩ nào tới Israel, đồng thời cam kết hỗ trợ các nỗ lực gian đe trong khu vực và tăng cường hơn nữa khả năng phòng vệ của lực lượng Mỹ. Quyết định của chính quyền Washington đưa binh sĩ tới Trung Đông được đưa ra trong bối cảnh các căn cứ quân sự của Mỹ liên tục bị tập kích trong những ngày gần đây. Theo báo cáo của Ngũ Giác Đài, lực lượng Mỹ và các đồng minh ở Iraq và Syria đã bị nhắm mục tiêu ít nhất 16 lần trong tháng này, bao gồm 13 lần từ ngày 17 tháng 10 đến ngày 24 tháng 10, trong đó có 10 vụ ở Iraq và 3 vụ ở Syria, với sự kết hợp giữa máy bay không người lái và tên lửa. Khoảng 19 quân nhân Mỹ đã bị chấn thương sọ so não trong hàng loạt vụ tấn công. Ngày càng có nhiều lo ngại rằng xung đột Israel-Hamas có thể lan rộng khắp Trung Đông và biến lực lượng Mỹ tại các căn cứ trong khu vực này thành mục tiêu bị tấn công. Chuyển sang một tin tức quốc tế đáng chú ý khác. Báo Axios ngày 28 tháng 10 dẫn các nguồn tin cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Ả Rập Xê Út Hoàng tử Khalid bin Salman dự kiến sẽ đến thăm Washington vào thứ Hai ngày 30 tháng 10 để gặp gỡ các quan chức cấp cao trong chính quyền ông Joe Biden. Các nguồn tin nói với báo Axios rằng chuyến thăm đã được lên kế hoạch từ lâu, nhưng nó sẽ diễn ra khi Israel đã thông báo về giai đoạn thứ hai của cuộc chiến ở Gaza. Theo bản tin của Axios, ông Khalid bin Salman dự kiến sẽ gặp Cố vấn An ninh Quốc gia Tòa Bạch Ốc Jake Sullivan, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin, Ngoại trưởng Antony Blinken và một số thượng nghị sĩ. Hội đồng An ninh Quốc gia Tòa Bạch Ốc nói với hãng Reuters rằng họ không có gì để xác nhận khi được hỏi về chuyến thăm có xảy ra hay không. Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thái tử Ả Rập Saudi Mohammed bin Salman đã điện đàm vào ngày 24 tháng 10 thảo luận về những nỗ lực ngăn chặn xung đột Israel-Hamas mở rộng. Chuyển đến một số diễn biến đáng chú ý liên quan đến chiến sự tại Đông Âu. Ngày 29 tháng 10, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga tuyên bố lực lượng của nước này đã bắn hạ 36 UAV của Ukraine trên Biển Đen và bán đảo Crimea trong đêm. Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc kỹ ít tập kích vào đêm 28 tháng 10, dạng sáng 29 tháng 10. Tuyên bố của cơ quan này cho biết, các tổ hợp phòng không trực chiến đã phá hủy 36 UAV của Ukraine trên Biển Đen và Tây Bắc bán đảo Crimea. Bộ Quốc phòng Nga không công bố liệu có bất kỳ thiệt hại hoặc thương vong nào do vụ tấn công gây ra hay không. Ukraine hiện vẫn chưa bình luận về thông tin này. Nga đã sắp nhập Crimea vào năm 2014, bất chấp phản đối của Ukraine và phương Tây, bán đảo này gần đây liên tục bị tấn công. Vùng lãnh thổ này là căn cứ hậu phương của hạm đội Biển Đen của Nga, đồng thời là tuyến đường tiếp tế quan trọng cho các lực lượng của Nga ở miền Nam và miền Đông của Ukraine. Các lãnh đạo Ukraine đã nhiều lần khẳng định họ sẽ giành lại Crimea. Tiếp tục một thông tin có liên quan. Nga đe dọa sẽ tịch thu tài sản của các nước EU không thân thiện nếu như khối này tịch thu tài sản của Nga đang bị đóng băng để tài trợ cho Ukraine. Chủ tịch Hạ viện Nga Vyacheslav Volodin đã viết trên mạng Telegram rằng một số chính trị gia châu Âu dẫn đầu bởi Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen một lần nữa bắt đầu nói về việc lấy cắp các quỹ đóng băng của đất nước chúng tôi để tiếp tục quân sự hóa kỹ Một quyết định như vậy sẽ đòi hỏi một phản ứng tương xứng từ Liên bang Nga. Trong trường hợp đó, nhiều tài sản thuộc về các quốc gia không thân thiện sẽ bị tịch thu hơn nhiều so với số tiền bị đóng băng của chúng tôi ở châu Âu. Bà von der Leyen hôm 27 tháng 10 đã nói rằng Ủy ban châu Âu đang nghiên cứu đề xuất gom một phần lợi nhuận thu được từ tài sản nhà nước bị phong tỏa của Nga để giúp Ukraine và công cuộc tái thiết sau xung đột. Theo bà Leyen, giá trị tài sản của nhà nước Nga đang bị phong tỏa là 211 tỷ euro, tương đương 223,15 tỷ đô la Mỹ. Bà nhắc lại việc EU đã quyết định rằng Nga phải chi trả cho công tác tái thiết Ukraine. Sau khi xung đột bùng nổ, Mỹ và đồng minh phương Tây đã áp đặt nhiều lệnh trừng phạt đối với Nga, trong đó có việc đóng băng tài sản. Khối tài sản này của Nga có thể tạo ra ước tính hàng tỷ đô la mỗi năm cho công cuộc tái thiết Ukraine. Tuy nhiên, việc thực hiện mục tiêu này có một số rào cản pháp lý và thủ tục, cũng như lo ngại rằng sẽ làm giảm tiến nhiệm vào EU. Chuyển đến một thông tin liên quan đến quan hệ Mỹ-Trung. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã cho biết, con đường tới hội nghị thượng đỉnh San Francisco sẽ không bằng phẳng, ám chỉ cuộc gặp dự kiến giữa Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ông Vương Nghị đã gặp Tổng thống Biden và các trợ lý hàng đầu của ông ở Washington trong những ngày gần đây. Hai nhà lãnh đạo đồng ý hợp tác hướng tới cuộc gặp song phương dự kiến bên lề hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á Thái Bình Dương. Tuy nhiên vào ngày 29 tháng 10, Bộ ngoại giao Trung Quốc đã cho biết, trong bài phát biểu hôm 28 tháng 10, ông Vương đã cảnh báo con đường tới hội nghị thượng đỉnh sẽ không bằng phẳng và việc đi tới đó sẽ không theo chế độ lái tự động. Ông Vương cho biết Trung Quốc và Mỹ cần quay trở lại Bali. Ông Vương đang đề cập đến cuộc gặp gần đây nhất giữa Tổng thống Biden và ông Tập bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 trên đảo Bali của Indonesia vào tháng 11 năm ngoái. Ông Vương nói rằng Washington và Bắc Kinh phải thực hiện sự đồng thuận đã đạt được khi đó, loại bỏ can thiệp, vượt qua trở ngại, tăng cường đồng thuận và thu được kết quả. Ông Vương cho biết hai bên đã cùng nhau gửi đi những tín hiệu tích cực nhằm ổn định và cải thiện quan hệ, tin rằng việc duy trì đối thoại là hữu ích và cần thiết, ngay cả khi vẫn còn nhiều khác biệt, mâu thuẫn và những vấn đề cần phải giải quyết. Các cuộc thảo luận hôm thứ bảy cũng bao gồm các cuộc trao đổi chuyên sâu về sự tương tác giữa quân đội Trung Quốc và Hoa Kỳ, vấn đề tài chính, khoa học và công nghệ, môi trường đầu tư và tiếp cận thị trường của Trung Quốc, cũng như các cuộc khủng hoảng ở Trung Đông và Ukraine. Tiếp theo, mời quý vị đến với phần góc nhìn và bình luận. Cuộc đụng độ giữa Israel và nhóm chiến binh Hamas đã giáng một đòn khác vào trật tự toàn cầu. Ngoài cuộc chiến kéo dài giữa Nga và Ukraine, thế giới hiện phải đối mặt với một cuộc xung đột khác ở Trung Đông. Hamas đã giết hại hơn 1.000 thường dân trong một cuộc tấn công bất ngờ nhằm vào Israel vào ngày 7 tháng 10 không có lý do gì cho hành vi bạo lực như vậy, mặc dù vấn đề Palestine là nguyên nhân dẫn đến sự giận dữ của Hamas. Hamas cũng đã bắt giữ hơn 200 người, bao gồm cả người nước ngoài, làm con tin và đe dọa giết họ. Phía Israel có quyền hành động để tự vệ. Điều đó nói lên rằng, câu hỏi đặt ra là cuộc tấn công trên bộ của Israel ở giải Gaza sẽ tác động như thế nào đến Trung Đông. Có nhiều vấn đề đang bị đe dọa. Cần làm gì để giảm thiểu thương vong cho dân thường? Israel có thể giành quyền kiểm soát Gaza bằng vũ lực hay không? Và ngay cả nếu có thể, liệu nó có dẫn tới sự ổn định trong khu vực này? Các chuyên gia an ninh phương Tây và Trung Đông không biết mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào. Kịch bản xấu nhất là giao tranh ở Gaza sẽ trở thành vũng lầy và leo thang thành xung đột toàn khu vực. Nếu xung đột ở Ukraine và Trung Đông leo thang và trở thành các cuộc chiến tranh lớn vượt ra ngoài khu vực, an ninh của eo biển Đài Loan và bán đảo Triều Tiên cũng sẽ bị ảnh hưởng sâu sắc. Mỹ không còn đủ sức mạnh quân sự để đối phó với các cuộc xung đột lớn ở hai nơi cùng một lúc. Vào năm 2013, tổng thống Mỹ Barack Obama đã tuyên bố Washington sẽ không còn là cảnh sát thế giới nữa, quân đội Mỹ sau đó đã ngừng chuẩn bị cho các cuộc chiến tranh hai mặt trận. Quân đội Mỹ có thể đối phó thế nào nếu hai hoặc nhiều cuộc chiến tranh lớn liên quan đến châu Âu, Trung Đông hoặc là châu Á nổ ra cùng một lúc? Một nhà bình luận của báo Nikkei Asia đã đặt câu hỏi này với ông Mark Milley, chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ, khi ông đến thăm Nhật Bản vào tháng 7. Cựu tướng hàng đầu của Mỹ đã đáp, điều quan trọng là bảo đảm rằng không ai nên đặt câu hỏi như vậy. Ông Milley đã nói, Mỹ sẽ có cơ cấu lực lượng để có thể đối phó với một cuộc chiến lớn tại một thời điểm, nhưng nước này vẫn có thể ngăn chặn chiến tranh ở nơi khác. Ý tưởng là ngăn chặn, ngăn chặn cuộc chiến đó xảy ra ngay từ đầu để không phải tham gia hai cuộc chiến, thậm chí là không phải tham gia vào một cuộc chiến nào và chiến tranh sẽ không bao giờ xảy ra. Ông Mark Milley rõ ràng nghĩ rằng Mỹ sẽ phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng nếu như Trung Quốc xâm chiếm Đài Loan, lợi dụng tình hình hỗn loạn ở Ukraine và Trung Đông, hoặc nếu Triều Tiên điều quân vào Hàn Quốc vì lý do tương tự. Để ngăn chặn những hành động như vậy, ông Milley đã nhấn mạnh rằng Mỹ và các đồng minh phải tăng cường gian đe đối với hai nước này. Một cố vấn của Bộ Quốc phòng Mỹ lập luận rằng cuộc chiến ở châu âu sẽ không ảnh hưởng lớn đến an ninh châu á vì lực lượng trên bộ có thể sẽ đóng vai trò chủ chốt ở châu âu trong khi các trận đánh lớn ở châu á có thể sẽ diễn ra trên biển mặc dù vậy việc quản lý đồng thời các xung đột ở hai khu vực sẽ không dễ dàng đối với lực lượng của mỹ vì họ sẽ cần phải có đạn dược tên lửa và máy bay ở cả hai nơi Do đó, quyết định của Nhật Bản vào tháng 12 năm ngoái về việc tăng gần gấp đôi chi tiêu quốc phòng cho đến năm tài chính 2027 và tăng cường liên minh với Washington là hợp lý. Một tin tốt nữa là các nhà lãnh đạo của Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh ba bên vào giữa tháng 8 để tăng cường hợp tác an ninh. Nhưng cũng không có nhiều lạc quan, đặc biệt là về tình hình ở eo biển Đài Loan. Ở châu Á, cán cân quân sự Mỹ Trung đã nghiêng về phía có lợi cho Bắc Kinh. Lực lượng Mỹ ước tính rằng đến năm 2021, số lượng chiến đấu cơ, tàu chiến mặt nước và tàu ngầm của Trung Quốc đã gấp 5 cho đến 5,6 lần số lượng mà Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương Thái Bình Dương của Mỹ sở hữu. Ngay cả khi tính gộp với số lượng vũ khí của lực lượng phòng vệ Nhật Bản, ưu thế về số lượng của Trung Quốc vẫn không thay đổi. Tính đến năm 2021, Trung Quốc có số lượng chiến đấu cơ gấp 3,7 lần và số tàu chiến mặt nước gấp 1,5 lần so với lực lượng phòng vệ Nhật Bản. Vào năm đó, Trung Quốc có số lượng tàu ngầm nhiều gấp 2,5 lần so với Nhật Bản. Lực lượng Nhật Bản và Mỹ đã âm thầm tiến hành các cuộc tập trận và mô phỏng các cuộc đụng độ có thể xảy ra với quân đội Trung Quốc ở những nơi như Biển Hoa Đông và eo biển Đài Loan. Theo các nguồn tin của Nhật Bản và Mỹ, trong nhiều kịch bản, Mỹ và Nhật bị Trung Quốc lấn át. Trong bối cảnh đó, cũng không có gì vô lý nếu Trung Quốc và Triều Tiên tính đến việc lợi dụng tình hình ở châu Âu và Trung Đông. Theo nhà bình luận của Nikkei Asia, để ngăn chặn những suy nghĩ như vậy từ trong trứng nước, Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc cần tăng cường hơn nữa khả năng gian đe chống lại Bắc Kinh và Bình Nhưỡng. Một rủi ro ngày càng tăng khác, đó là sự phụ thuộc nặng nề của châu Á vào năng lượng từ Trung Đông. Nhật Bản nhập khẩu hơn 90% lượng dầu thô từ khu vực này, còn với Hàn Quốc, con số này là khoảng 60%. Thế giới vẫn đứng vững sau bốn cuộc chiến tranh Ả Rập-Israel từ năm 1948 đến năm 1973 vì Mỹ có ý chí và khả năng lãnh đạo mạnh mẽ cần thiết để duy trì sự ổn định trong khu vực này. Nhà bình luận của Nikkei Asia đã cho rằng, ngày nay dường như Mỹ đang thiếu cả hai. Tuy nhiên, trước sự leo thang bạo lực gần đây giữa Gaza và Israel, Mỹ đã có kế hoạch khôi phục trạng thái cân bằng ở Trung Đông bằng cách làm trung gian hòa giải giữa Israel và Ả Rập Xê Út. Theo kế hoạch, Arasut và các quốc gia vùng vịnh khác sẽ chung tay với Israel trong việc đối đầu với Iran. Điều đó có thể không loại bỏ được căng thẳng trong khu vực, nhưng nó có thể giúp mang lại sự ổn định nhất định. Cuộc tấn công bất ngờ của Hamas vào Israel đã dập tắt hy vọng đó, ít nhất là vào thời điểm hiện tại. Một cuộc chiến tranh xảy ra cách đó nửa vòng trái đất có thể mang lại sự hỗn loạn cho châu Á bằng cách này hay là cách khác, như chúng ta đã biết từ lịch sử thế chiến thứ hai. Theo nhà phân tích của trang Nikkei Asia, Mỹ và các đồng minh ở châu Á không bao giờ nên quên rằng ngày nay họ đang phải đối mặt với mối nguy hiểm tương tự. Thưa quý vị, bản tin quốc tế của DKN xin được kết thúc tại đây. Quý vị đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và nút chuông để nhận được thông báo về những video mới nhất của chúng tôi. Trân trọng cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin thân ái, chào tạm biệt.